Mời các bạn nghe tiếp truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất mong các bạn cho xin một like, chia sẻ và ấn chuông thông báo để được nghe truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh YouTube Mao Sơn Quỷ Vương. Để không mất thời gian của các bạn, mình xin đọc tiếp. Mao Sơn Quỷ Vương, tập 6, chương 51, Nam Linh. Cát Vũ đang chơi parkour, chạy liên tục hơn nửa tiếng, khi bị Trung Cầm Lượng tông trúng, mọi nỗ lực trước đó của anh đều trở nên uổng phí. Anh đột nhiên cảm thấy rất chán nản, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trung Cầm Lượng, ánh mắt cũng dõi theo, rơi vào cô gái được Trung Cầm Lượng chỉ. Không sao, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Cát Vũ chợt co rút lại. Trung Cầm Lượng nói đúng, cô gái đó quả thực có chút không bình thường. Khoảng 9 giờ tối, gần đến giờ trường tắt đèn thì cô gái này từ cổng trường bước vào. Điều kỳ lạ là cô gái này vừa đi vừa nói vừa cười, nhưng xung quanh lại không có ai, điều này hơi kỳ lạ. Vũ ca, cậu thấy chưa? Là cô gái đó, cô ấy khá xinh đẹp, vừa bước vào tôi đã chú ý đến cô ấy. Cô ấy luôn nói một mình, cười sảng khoái, nhìn cậu thật kỳ lạ, sẽ không có chuyện gì đâu. Phải không? Trung Cầm Lượng có chút bất an nói. Cát Vũ không nói nên lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái. Cô ấy trông có vẻ chỉ mới ngoài 20, là sinh viên năm 2 hoặc cấp 3. Cô ấy chỉ đang nói chuyện một mình, hình như cô ấy đang đưa tay đỡ ai đó, và cô ấy cũng vậy, tư thế trông rất kỳ quặc. Lập tức mở thiên nhãn, Cát Vũ nhìn lại thì phát hiện có một nam âm linh đang đi theo cô gái, toát ra một luồng khí đen ma quái. Lúc Cát Vũ mở thiên nhãn, nam âm linh dường như đã có điều gì đó. Anh quay lại nhìn Cát Vũ, đôi mắt đó đều trắng bệch, gần giống như mắt cá chết. Cát Vũ sợ bị đối phương phát hiện nên vội vàng thu ánh mắt lại, quay mặt đi nơi khác. Thật kỳ lạ, thông thường, ở một nơi như trường học, nơi có rất nhiều người, đáng lẽ không nên có chuyện như thế này. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Suy nghĩ một lúc, cô gái đã đi xa, Cát Vũ không lãng phí thêm thời gian nữa, đứng dậy đi về phía bên ngoài chốt bảo vệ. Vũ ca, em đi đâu vậy? Trung Cầm Lượng nhìn thấy Cát Vũ đi ra ngoài liền vội vàng đi theo. Về đi, đừng đi theo tôi. Cát Vũ vội vàng nói với Trung Cầm Lượng mà không thèm ngoảnh lại. Không, tôi cũng tò mò nên tôi cùng anh đi qua nhìn xem. Trung Cầm Lượng có chút không cam lòng bỏ cuộc. Cát Vũ phớt lờ anh, bước nhanh hơn, rẽ ở một góc cua, anh nhìn thấy cô gái lần nữa. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách với anh khoảng 100 mét. Không phải anh sợ cô gái phát hiện ra mình mà anh lo lắng cho âm linh đang theo dõi cô gái. Lúc này trong trường không có ai, đã đến giờ tắt đèn đi ngủ, mọi thứ hoàn toàn im lặng, ánh sáng mờ ảo khiến bóng cô gái dài ra. Cát Vũ dừng lại ở một khu rừng, Trung Cầm Lượng nhanh chóng đuổi kịp, thở hổn hển nói, Vũ ca, chuyện gì vậy? Muốn đi theo tôi thì đừng nói gì, nếu không hãy quay lại. Cát Vũ hạ giọng. Trung Cầm Lượng thấy lời Cát Vũ nói là nghiêm túc nên đành ngậm miệng lại. Một lúc sau, cô gái rẽ vào một góc phố, đi về một nơi khác, đi thẳng đến một tòa nhà giảng dạy rất cũ, đột nhiên dừng lại và nói với không khí, không. Đã quá muộn rồi, tôi phải quay lại. Được rồi, chỉ một lần này thôi. Cô gái tự nhủ rồi chui vào giảng đường cũ. Nhìn thấy cảnh này, Trung Cầm Lượng bỗng nhiên hít một hơi nói, trời ơi, muộn thế này rồi. Cô gái này đang làm gì ở đây vậy? Dũng cảm quá. Nơi này là đâu Cát Vũ? Dù tôi đã đến Giang Thành Đại học nhiều ngày nhưng trường học rất lớn và có nhiều nơi Cát Vũ còn chưa quen. Đây là nhà giảng dạy khoa y của Giang Thành Đại học, có phòng giải phẫu và nhà xác. Ban đêm không ai dám tới nơi này. Ngày xưa chúng tôi tuần tra. Trung Cầm Lượng nghi ngờ hỏi. Cát Vũ liếc nhìn Trung Cầm Lượng, trầm giọng nói, ngươi có thể đi theo ta, nhưng không được nói chuyện, trong mọi việc đều phải tuân theo mệnh lệnh của ta, biết không? Trung Cầm Lượng không biết Cát Vũ định làm gì. Nhưng anh biết cách làm của Cát Vũ, đi theo chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nên gật đầu đồng ý. Không lâu sau khi cô gái vào giảng đường cũ, Cát Vũ đi theo Trung Cầm Lượng. Nghe một hồi, Cát Vũ xác định được vị trí của cô gái qua tiếng bước chân, cô đang ở tầng 1 nên tiếp tục đi chậm rãi theo tiếng bước chân. Trung Cầm Lượng đi theo Cát Vũ, tim đập thình thịch, trong giảng đường của khoa y có rất nhiều thi thể và mẫu vật, tôi từng thấy những mẫu xác xương phồng tẩm formalin, tối về tôi mới về. Trong lúc ngủ gặp ác mộng. Nếu không đi theo Cát Vũ, dù có tám dũng khí, hắn cũng không dám đến nơi này vào lúc nửa đêm. Không lâu sau, cô gái đi đến một căn phòng, dừng lại và bắt đầu thì thầm điều gì đó vào không khí, giọng nói có chút run rẩy, nửa đẩy nửa nói. Cát Vũ bế Trung Cầm Lượng trốn ở lối vào cầu thang, nhìn cô gái. Không lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng cạch, cánh cửa trước mặt cô gái đột nhiên tự mở ra, cô gái chui vào rồi đóng cửa lại. Cát Vũ vội vàng đứng dậy rời đi. Bước chân nhẹ như mèo cầy rồi lần nhanh đến gần phòng. Trung Cầm Lượng nuốt nước miếng, đi tới bên này, đứng cùng Cát Vũ.
Khi Trung Cẩm Lượng vô tình ngước lên nhìn thấy dòng chữ viết trên căn phòng này, anh không khỏi hừ một tiếng sợ hãi. Cát Vũ cau mày trừng mắt nhìn anh, Trung Cẩm Lượng vội che miệng nhìn chằm chằm. Hướng lên trên, cho Cát Vũ nhìn. Cát Vũ ngước lên và nhìn thấy ba nhân vật to lớn lạnh lùng trong nhà xác. Chắc hẳn phải có điều gì đó kỳ lạ khi một cô gái chạy vào nhà xác lúc nửa đêm. Cát Vũ không để ý, trên cửa tình cờ có một tấm kính, nhìn vào trong qua tấm kính, Cát Vũ nhanh chóng nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh sôi máu. Nhưng vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp bước vào, vừa bước vào phòng đã bị nam âm linh ôm lấy, đưa đôi tay toát ra năng lượng đen để cởi trói cho quần áo của cô gái, chẳng mấy chốc, quần áo của cô đã bị lộ ra ngoài. Sau đó, nam âm linh đưa tay lên xuống, mò mẫm một cách ngẫu nhiên, cô gái nhắm chặt mắt lại và thở ra một hơi nặng nề. Cảnh tượng này đối với Trung Cẩm Lượng có vẻ hơi xa lạ, trong mắt anh là quần áo của cô gái tự rơi ra, nhưng lúc này Trung Cẩm Lượng không thể suy nghĩ nhiều nữa, đôi mắt anh đã bị che khuất từ lâu. Của cô gái, tôi bị thu hút sâu sắc bởi hình dáng đó. Chương 52, âm sát khí cụ. Trung Cẩm Lượng phấn khích đến mức suýt chảy máu mũi khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy, nhưng anh không biết mối quan hệ bền chặt giữa nó. Một cô gái lúc nửa đêm chạy đến nhà xác và làm một hành động kỳ lạ như vậy, nghĩ kỹ lại cũng thấy hơi rùng mình, nhưng Trung Cẩm Lượng thực sự không nghĩ nhiều đến thế. Chàng trai thầm mừng vì đã đi theo Cát Vũ, nếu không sẽ không nhìn thấy cảnh tượng thú vị như vậy, lần này kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn thấy cảnh này, Cát Vũ bất ngờ hành động, dùng sức đẩy cửa vào thì phát hiện cửa đã bị khóa từ phía sau. Việc này không làm khó được Cát Vũ, anh bất ngờ dùng lực tay, dùng lòng bàn tay đập mạnh vào cửa. Nhưng có một tiếng tách và cánh cửa mở ra đáp lại. Vừa bước vào cửa, Cát Vũ đã nhéo một ngón tay pháp và đẩy về phía nam âm linh. Ngón tay ma thuật này là một ngón tay kiếm, chứa đựng linh lực, một khi bị ngón tay ma thuật xuyên qua, với tu vi hiện tại của Cát Vũ, ngay cả một con ma hung dữ cũng sẽ gần như biến mất. Vừa mở cửa, nam âm linh chợt dừng việc đang làm, nhìn về phía Cát Vũ, ánh mắt như cá chết hoảng sợ, Cát Vũ chưa kịp lao tới bên cạnh thì chợt hóa thành một quả cầu đen. Ga, tiến về phía dãy tủ phiêu phi trong nhà xác rồi biến mất trong nháy mắt. Sau đó có một tiếng hét lớn, cô gái sợ hãi đến mức ngất xỉu tại chỗ. Sau khi Cát Vũ xông vào, Trung Cẩm Lượng bối rối đi theo, ngơ ngác hỏi, Vũ ca, sao vậy? Sao cô gái này vừa vào thì ngất xỉu? Vừa nói, Trung Cẩm Lượng vừa liếc nhìn cô gái tóc bù xù đang nằm trên mặt đất. Chưa kể, cô gái này có thân hình xuất sắc, nếu vừa rồi Cát Vũ không đột nhiên xông vào thì lẽ ra quần của cô đã bị cởi rồi, bây giờ cô mới cởi ra một nửa, che nửa người, lộ ra một phần trong ngực trắng. Cát Vũ liếc nhìn dãy tủ rồi bước tới bên cô gái, đưa tay ra kiểm tra hơi thở, may mắn cô vẫn còn thở nhưng bị ngất xỉu vì quá sốc. Cô gái này bị ma ám, đầu óc nhất thời rối loạn, vừa rồi Cát Vũ xông vào, âm linh đó tạm thời mất quyền kiểm soát cô gái, cô chợt tỉnh lại, phát hiện trong nhà xác có một người, lại nghĩ đến chuyện gì. Vừa làm xong, anh ta sợ đến mức ngất đi vì sợ hãi. Nếu bị dọa sợ nặng nề hơn, cô gái có thể sẽ bị dọa chết. Cát Vũ chưa kịp nói chuyện với Trung Cẩm Lượng đã quay sang nhìn dãy tủ trong phòng. Lúc này Cát Vũ cảm thấy trong phòng lạnh lẽo dị thường, ngoài nhiệt độ cực thấp còn có âm sát chi khí rất mạnh, hiển nhiên không bình thường. Ở những nơi như trường học, không những có nhiều người mà phần lớn là thanh niên, dương khí nặng nhất, tuy đây là nhà xác, nơi đặt xác chết nhưng không nên có sát khí nặng nề như vậy. Cát Vũ vội nghĩ ra điều gì đó, ông già sắp xếp cho anh đến Giang Thành Đại học, chẳng lẽ là do trường này có chuyện gì đó sao? Nếu là vì ám ảnh nhà xác ở trường này thì Cát Vũ nghĩ cũng không có gì to tát, nhiều nhất cậu có thể đến đây một lần để giải quyết chuyện ở đây rồi rời đi, để khỏi phải làm việc như một nhân viên bảo vệ ở đây đã lâu. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Cát Vũ, chẳng mấy chốc ánh mắt anh rơi vào những chiếc tủ đầy ắp xung quanh nhà xác. Các thi thể trong bệnh viện phần lớn là do người quá cố hiến tặng, hoặc được tội phạm sau khi phạm tội mang đến đây, dùng cho nghiên cứu y học và giảng dạy, vì vậy, những thi thể này được cất giữ trong nhà xác của tòa nhà giảng dạy. Hãy nhìn xem bên trong có gì, nên có rất nhiều tủ và xác chết. Nam âm linh vừa hóa thành một làn xương đen vụt qua, Cát Vũ còn chưa kịp nhìn rõ nó đang trốn trong tủ. Tuy nhiên, điều này không thành vấn đề với Cát Vũ, ngay lập tức khí chàng được khai mở hoàn toàn và anh bắt đầu cảm nhận được hướng đi của âm khí ở đây để xác định xem hồn ma đang ẩn náu ở đâu. Khi Cát Vũ triển khai khí chàng, anh không khỏi há hốc mồm, sức nặng của âm khí ở đây vượt quá sức tưởng tượng của anh, không chỉ có âm linh nam mà anh vừa nhìn thấy, mà cả phần còn lại của âm linh cũng tồn tại. Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên vang lên một tiếng cạch cạch, cửa tự động đóng lại. Trung Cẩm Lượng sợ đến mức gần như hét lên, kinh hãi nói, Vũ ca. Chuyện gì thế này, ở đây có ma ám. Anh mới nhận ra, có phải hơi muộn không? Cát Vũ mỉm cười với Trung Cẩm Lượng, Mao Sơn thất tinh kiếm trên thắt lưng hơi tỏa sáng,
chuẩn bị ra ngoài. Vậy cậu đang làm gì ở đây? Đi nhanh thôi. Sau khi nghe Cát Vũ nói, Trung Cẩm Lượng sợ đến nỗi hai chân run rẩy, anh nắm lấy cánh tay Cát Vũ, sợ hãi nhìn xung quanh. Keng, lại một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc tủ chứa xác chết gần cửa bất ngờ bật ra, đập mạnh xuống đất, chắn mất cửa nhà. Lúc này Trung Cẩm Lượng sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, trong đời anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, toàn thân gần như treo lơ lửng trên người Cát Vũ. Vũ ca, im đi, Cát Vũ nhìn thấy Trung Cẩm Lượng như vậy, có mấy ông chủ đều mất kiên nhẫn, cậu nhóc này quá rụt rè. Lúc này, chiếc tủ đựng thi thể vừa mới hiện ra vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, từ trong tủ có một thi thể đang chậm rãi đứng dậy. Thi thể này trông giống như đã bị mổ xẻ, trên ngực có nhiều vết cắt dọc và ngang được khâu lại, mất đi một nửa khuôn mặt, miệng có một cái lỗ to tướng, có thể nhìn thấy trong cái lạnh. Dưới ánh trăng, tới tận răng hàm sau, nửa lưỡi thè ra ngoài môi. Thi thể cũng không thèm đứng dậy mà thực sự bước ra khỏi tủ, từng bước một đi về phía Cát Vũ và những người khác, mỗi bước tiến về phía trước, những mảnh băng vụn rơi xuống đất. Khóe miệng Cát Vũ lượng hiện lên một tia cười lạnh, nhưng Trung Cẩm lại bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức suýt chút nữa co rúm người lại. Thân thể run lên như bị điện giật, miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ngay sau đó, tất cả các tủ đựng thi thể trong nhà xác đều đồng loạt phát ra những tiếng cạch cạch lớn, đóng mở, kèm theo vô số âm thanh như tiếng hú của ma sói. Chỉ là có mấy đứa nhỏ âm linh dám ra tay tàn ác trước mặt đạo sĩ này thôi, cút khỏi đây đi. Đang nói, Cát Vũ đột nhiên từ trong người lấy ra một lá bùa bằng giấy màu vàng ném về phía đầu, lá bùa bằng giấy màu vàng bùm một tiếng rồi biến thành một quả cầu lửa. Bốc cháy dữ dội, ánh sáng vàng bay tứ tung, bay vào trong. Một tia chớp, cho của lá bùa giấy màu vàng vương vãi khắp nơi. Chương 53, kẻ biến thái. Cho tàn của lá bùa giấy vàng biến thành những tia sáng vàng nhỏ, rải rác xung quanh, khi cho của lá bùa giấy vàng vương vãi khắp nơi, những chiếc tủ chứa xác chết đóng băng không ngừng đóng mở trong nháy mắt dừng lại và trở về trạng thái ban đầu. Chỉ có thân thể vừa bò ra khỏi tủ lạnh vẫn đang từng bước một tiếp cận Cát Vũ. Trung Cẩm Lượng trước sự di chuyển trong nhà xác đã rất sợ hãi, đến bây giờ anh ấy vẫn có thể bình tĩnh đứng ở đây, điều đó đã rất dũng cảm, nếu là người khác thì có lẽ anh ấy đã sợ hãi. Tôi ngất đi, kể cả khi tôi không giúp đỡ, tôi sẽ ướt quần. Lúc này, nhìn thấy thi thể bò ra khỏi tủ lạnh đến gần mình, nỗi sợ hãi trong lòng Trung Cẩm Lượng gần như đã đến giới hạn. Anh kinh hoàng hét lên, buông Cát Vũ ra, lùi lại mấy bước, sợ xác trong tủ lạnh nhảy vào mình, Cát Vũ quay lại nhìn Trung Cẩm Lượng với vẻ mặt nghiêm túc. Giọng nói, đừng chạy lung tung nữa, lại đây. Trung Cẩm Lượng sợ đến mức không chịu nghe, cứ lẩm bẩm một mình, ma. Có ma. Lúc này, thi thể đã đi đến trước mặt Cát Vũ, đột nhiên vươn đôi bàn tay lạnh giá ra tóm lấy cổ Cát Vũ, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Cát Vũ véo một chiêu ảo thuật gọi là sát quỷ thuật đâm vào ngực xác chết. Sau động tác này, thi thể như bị điện giật bay ra ngoài, lại rơi vào tủ lạnh, hồn ma chiếm hữu thi thể trong nháy mắt bị thủ pháp giết ma này đánh thành từng mảnh. Sau khi thi thể vừa được thổi bay, toàn bộ nhà xác nhanh chóng bị bao phủ bởi luồng khí u ám ma quái, từ trong tủ lạnh, xương đen tiếp tục tụ về phía Cát Vũ, Cát Vũ anh nhướng mày nghĩ thầm, có quá nhiều thứ bẩn thỉu. Những thứ trong nhà xác này, thực ra có hơn chục thứ. Đang nói, Cát Vũ đã lấy tụ linh tháp ra, đặt xuống đất, dùng ngón tay nhanh chóng niệm chú, tụ linh tháp nhanh chóng lớn lên dưới sự kích thích của công thức, toàn thân tràn ngập có ánh sáng vàng, những âm linh vốn lao về phía Cát Vũ đều bị tụ linh tháp ảnh hưởng, đều bị tụ linh tháp hút vào. Phong ấn bên trong. Những thứ bẩn thỉu này tốt nhất chỉ có thể coi là âm linh chứ không phải ma thật, chỉ là miếng bánh đối với Cát Vũ mà thôi. Điều Cát Vũ luôn thắc mắc là tại sao nhà xác của trường lại có nhiều ma đến vậy. Nếu cứ như thế này thì sở y ở Giang Thành Đại học sẽ không bao giờ có được bình yên. Tụ linh tháp chỉ tạm thời phong ấn các linh hồn hài nhi trong nhà xác, khi nào Cát Vũ có thời gian sẽ thả ra, đạo hành của các linh hồn hài nhi này không cao nên có thể dùng tụ linh tháp để chế ngự chúng, nếu chúng là ác quỷ. Ma quỷ. Tụ linh tháp chỉ có thể phong ấn nó, dựa vào thần thông của tụ linh tháp để hù dọa ma quỷ thì có chút không thỏa đáng. Sau khi những linh hồn hài nhi đó bị tụ linh tháp phong ấn, Cát Vũ đang định thu dọn tụ linh tháp, vừa cúi xuống, đột nhiên sau lưng có cảm giác gì đó kỳ lạ, hắn cử động ngón chân, dịch sang một bên, rồi sau đó có một tấm hình, chiếc ghế vừa nãy bị đổ xuống, nhìn kỹ mới thấy chính là Trung Cẩm Lượng vừa định đánh lén mình. Chiếc ghế rơi xuống đất vỡ tan tành. Trung Cẩm Lượng nhanh chóng nhặt hai chân ghế đầu nhọn hoắt trên mặt đất lao về phía Cát Vũ. Nhìn qua ánh trăng mờ ảo, Cát Vũ cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân Trung Cẩm Lượng bị âm linh chiếm hữu. Lúc này, Trung Cẩm Lượng trên mặt tràn ngập một đám năng lượng đen, in tang đen kịch chuyển sang màu tím, ánh mắt hung ác, cực kỳ hung ác, hắn ôm hai chân ghế đầu lao về phía Cát Vũ. Cát Vũ cười khẩy,
đứng đó không nhúc nhích. Khi chiếc chân ghế trong tay sắp rơi xuống người, Cát Vũ đã lao ra đá Trung Cẩm Lượng ra xa. Ngay sau đó, Trung Cẩm Lượng bị quỷ ám lại đứng dậy, trong tay vẫn nắm chặt hai chân ghế, nhìn Cát Vũ với ánh mắt sợ hãi nhưng không dám tiến tới nữa. Vừa rồi chính anh là người đưa cô gái này đến đây phải không? Anh nói mình đã chết rồi, nhưng vẫn muốn kết giao với một người sống. Xem ra khi còn sống anh cũng là một kẻ biến thái. Tôi đành phải làm vậy. Vừa rồi cậu chậm một bước, cậu sắp làm hại cô gái đó rồi. Sơn Âm Linh đã làm tình với người sống và ma, dù có sống sót cũng chỉ còn lại nửa mạng sống thôi. Cát Vũ bình tĩnh nói. Không phải chuyện của ngươi, đừng xen vào và cút khỏi đây, nếu không ta sẽ giết đồng bạn của ngươi. Âm Linh chiếm hữu Trung Cẩm Lượng hung ác nói rồi di chuyển chiếc ghế nhọn, hai chân nhắm thẳng vào cổ Trung Cẩm Lượng. Lúc này, Âm Linh đã chiếm hữu cơ thể Trung Cẩm Lượng, mạng sống của Trung Cẩm Lượng hoàn toàn bị Âm Linh điều khiển, trong lòng Cát Vũ thực sự rất lo lắng. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đưa đứa trẻ này đến đây vì sợ làm hỏng chuyện của mình, nhưng rốt cuộc tôi lại gây rắc rối. Cát Vũ cũng đầy bất lực. Dù vậy, Cát Vũ cũng không lộ ra ngoài, bình tĩnh nói muốn giết hắn thì cứ giết đi. Ta có quan hệ thô bảo, đạo sĩ này chỉ siêu quái bắt ma thôi. Nếu giết hắn thì không có khả năng của sự tái sinh, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại bạn thành từng mảnh ngay tại đó. Tôi không tin, đạo sĩ các ngươi sao có thể từ chối cứu hắn. Đừng nói nữa mà rời đi, nếu không ta giết hắn thật đấy. Thất Âm Linh tức giận nói, chân ghế đâm thẳng vào Trung Cẩm Lượng khiến cổ dường như bị thương. Trở nên nghiêm túc, Cát Vũ lúc này thật sự cảm thấy áy náy, vội vàng xua tay nói, được, được. Anh đi ngay, sau khi anh đi, em phải để người này đi, nếu không anh nhất định sẽ không để em đi. Đi thôi, Linh tức giận nói. Cát Vũ bất lực lắc đầu xoay người rời đi, vừa quay người, hắn lặng lẽ thi triển một công thức thần kỳ. Nhưng lại nhìn thấy một luồng khí màu đỏ từ tụ linh tháp xông ra, hướng thẳng về phía Trung Cẩm Lượng mà đi. Lần này Cát Vũ giao tiếp với một đạo hành nào đó được phong ấn ở tụ linh tháp, một hồn ma rất cao cấp, ít nhất cũng ngang bằng với ác ma, trực tiếp vồ lấy Trung Cẩm Lượng, nhập vào cơ thể hắn, cưỡng bức ép ra âm thanh. Linh đến từ Trung Cẩm Lượng. Sau khi Linh bị ép ra ngoài, anh lập tức bị sốc, không thể lại gần Trung Cẩm Lượng, bởi vì trong cơ thể Trung Cẩm Lượng còn có một con ma hung hãn hơn đang chiếm giữ. Nếu nó mạnh mẽ tiến tới, nhất định sẽ bị ác linh đó nuốt chừng. Giờ đây, linh hồn trẻ thơ chỉ còn một con đường duy nhất là trốn khỏi đây. Trong phút chốc, linh hồn trẻ sơ sinh hóa thành làn xương đen muốn trốn khỏi nhà xác nhưng Cát Vũ không thể để nó thoát dễ dàng, chỉ cần một cái lắc tay, 5 đồng tiền bay ra và rơi vào nhau. Hướng dẫn trong phòng chặn đường vào âm linh. Cùng lúc đó, Cát Vũ lại dùng một lá bùa giấy vàng khác đánh vào âm linh, gầm lên một tiếng, hồn ma bất tỉnh và gần như mất trí. Chương 54, đại khủng bố ẩn giấu. Cát Vũ không muốn đánh chết âm linh vào lúc này, vì hắn vẫn còn một số thắc mắc chưa được giải đáp. Con đường thoát thân bị chặn, âm linh lại suýt bị đánh chết, giờ đây không còn đường lên trời, không còn đường xuống trần gian. Lúc này, nhìn thấy Cát Vũ chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía đó, âm linh sợ hãi đến mức quỳ xuống đất cầu xin sự thương xót, xin đạo sư tha thứ cho tôi. Tôi chỉ bối rối một lát thôi. Khoảnh khắc này, nếu tôi làm điều gì đó như vậy, xin hãy cho tôi một cơ hội khác để thay đổi cách sống của mình. Cơ hội đã được trao cho bạn nhưng bạn lại không trân trọng nó, tôi không thể trách bạn về điều đó, Cát Vũ cười nói. Đạt Âm Linh quỳ xuống đất, lại Cát Vũ, kêu xin thương xót và không hề có ý chống cự. Đạo hành khiêm nhường căn bản không thể sánh được với đạo sĩ tu vi sâu sắc như vậy, mặc dù vị đạo sĩ này còn trẻ đến đáng sợ. Cát Vũ thấy vậy khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống rồi nói, thấy anh ngoan đạo quá, tôi có thể tha cho anh. Nhưng anh phải trả lời vài câu hỏi của tôi. Đạo sĩ xin nói cho tôi biết, tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả những gì tôi biết. Đó Âm Linh đạo. Tôi chỉ muốn hỏi bạn, tại sao nhà xác này lại có nhiều ma như vậy? Đây là đất của Trung Dương, phần lớn là những người trẻ tuổi. Những người này có dương khí nặng và hòa lực mạnh. Người ta nói rằng với một dương dưới khí mạnh mẽ như vậy kìm nén, không thể tái hiện được âm linh như bạn. Nguyên nhân nào lại xảy ra chuyện này? Mắt Cát Vũ như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào âm linh đang quỳ dưới đất. Thân thể gần như trong suốt của hài nhi linh hồn khẽ run lên, run giọng nói, đạo sư. Chuyện này ta không thể nói. Nếu nói, chỉ có cái chết. Ta có thể đánh người bất cứ lúc nào, người không sợ sao? Cát Vũ tức giận nói. Không, tôi không thể nói, Đạt Âm Linh lắc đầu và nói với vẻ mặt kinh hãi. Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Cát Vũ nói, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy âm linh. Đó là âm linh sợ hãi không thể giải thích được. Ngay lập tức đứng dậy và định đi về phía phiêu phi bên ngoài một lần nữa, nhưng khu vực xung quanh vừa bị Cát Vũ chặn bằng tiền đồng, và âm linh vừa biến thành một làn xương đen, và đã chưa bay tới cửa sổ,
một đồng xu trên mặt đất phát ra ánh sáng vàng chói lóa, đập thẳng vào Âm Linh. Âm Linh hú lên một tiếng cuồng loạn, lập tức choáng váng. Cát Vũ nhìn Âm Linh thá mất trí còn hơn trả lời câu hỏi của chính mình, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Âm Linh vừa rồi hình như đang sợ hãi điều gì đó, điều gì khiến anh ấy sợ hãi như vậy? Cát Vũ không hiểu nổi nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Đúng như tôi nghĩ trước đây, ông già sẽ không bao giờ vô cớ sắp xếp anh ta làm bảo vệ trong trường này. Nói cách khác, trong Giang Thành Đại học này chắc chắn có khủng bố lớn nào đó, nhưng không thể giải quyết được bằng một thời gian ngắn, đó là lý do tại sao ông già lại đặt mình ở đây. Nhưng lão già không nói rõ ràng, hắn bị sương mù bao phủ, không biết khi nào mới có thể tra rõ được chi tiết về nơi này. Cát Vũ vô cùng bất lực, ông lão mưu mô đến mức lập mưu hại chính đồ đệ của mình, không có ai bằng ông ta. Nhưng đây cũng có thể là một khảo nghiệm lớn đối với lão gia hỏa cho hắn xuống núi, dù sao hắn đã theo hắn nhiều năm như vậy, kỹ năng học được cũng phải được kiểm chứng. Ngồi đó suy nghĩ một lúc, Cát Vũ không tìm ra được manh mối nào nên đành bó tay. Xem ra chuyện này cần phải bàn bạc lâu dài, nếu không thì hôm khác tôi có thể hỏi lão Hồ Ly Vương hiệu trưởng đó, có lẽ hắn sẽ biết trong trường này có chuyện gì đáng sợ. Nghĩ đến đây, Cát Vũ ngẩng đầu nhìn Chung Cầm Lượng, có chút cáu kỉnh nói, em còn chưa ra, em nghiện ở trong cơ thể anh ấy à? Vũ gia, ta đã lâu không ra ngoài, thân thể cũng không tệ. Bạn có thể cho tôi ở lại thêm chút nữa được không? Con ma nhập vào Chung Cầm nói với vẻ mặt nịnh nọt. Mau ra khỏi đây, đừng chọc giận tôi, Cát Vũ sốt ruột nói. Nếu ma ở trong người sống lâu chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến người sống, có thể khiến người đó bị bệnh hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hết cái này đến cái khác căn bệnh này không có lối thoát. Tuy nhiên, Cát Vũ giỏi y thuật và có thể giúp anh chăm sóc cơ thể nên cũng không phải vấn đề gì to tát. Con ma sợ hãi rụt đầu lại, nhanh chóng ra khỏi Chung Cầm Lượng phiêu phi, ngoan ngoãn đi vào tụ linh tháp. Thân thể Chung Cầm Lượng run rẩy, ngã khập khiễng xuống đất, bất tỉnh. Cát Vũ bước đến gần, đưa tay vỗ vào sau đầu, Chung Cầm Lượng sau đó nhàn nhã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, toàn thân run rẩy kịch liệt, như nghĩ tới điều gì, liền trực tiếp hét lên, ma. Có ma. Cái quái gì thế? Cát Vũ giận dữ đẩy anh. Thấy Cát Vũ bình tĩnh như vậy, Chung Cầm Lượng dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ hoảng sợ khó tả, liếc nhìn quanh nhà xác u ám, rồi run giọng nói, Vũ ca. Vừa rồi có phải tôi đang mơ không? Đó là điều anh nghĩ. Cát Vũ trợn mắt nhìn anh rồi nói, đứng dậy nhanh, chúng ta phải đi thôi. Chung Cầm Lượng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh thì thấy cô gái nằm dưới đất, lúc này mới xác nhận vừa rồi không phải nằm mơ, hắn đột nhiên sợ hãi. Rôn giọng nói, Vũ ca. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đã bảo ngươi đừng đi theo ngươi, nhưng ngươi không chịu nghe. Bây giờ ngươi mới như vậy sợ hãi, ngươi yên tâm, ta đã xử lý xong đám ma đó rồi, Cát Vũ nói. Chung Cầm Lượng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc, ngập ngừng hỏi, Vũ ca, ngươi là ai? Công phu ngươi rất lợi hại, lại còn có thể bắt ma. Ngươi thật lợi hại. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ta là đạo sĩ Mao Sơn. Ngươi thật là Mao Sơn đạo sĩ, thật hay giả, Chung Cầm Lượng vẫn có chút không xác định. Đừng nói nhảm nữa, bây giờ tôi giao cho cậu làm người vinh quang, mặc quần áo cho nữ sinh rồi đưa cô ấy về ký túc xá. Cũng muộn rồi, chúng ta nhanh chóng về giường thôi, Cát Vũ nói. Chung Cầm Lượng nghe vậy, nhìn cô gái nằm trên mặt đất, trong lòng rất vui mừng, cô gái tuy không xinh đẹp lắm nhưng lại có thân hình xuất sắc, việc hắn mặc quần áo cho cô ấy là một việc rất đẹp. Nỗi sợ hãi trong đầu Chung Cầm Lượng bị quét sạch. Anh nhanh chóng đứng dậy đi về phía cô gái, trước tiên anh nhìn cơ thể che phủ một nửa của cô, sau đó đưa tay khoác lên người cô. Nhưng ngay khi bàn tay này chạm vào cô gái không hiểu vì sao đột nhiên tỉnh dậy, không nói một lời, đưa tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái. Đồ khốn, cô gái hét lên. Chương 55, bạn trai ma. Cái tát miệng rộng này rõ ràng đến nỗi Cát Vũ đang đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng động không khỏi hoảng sợ, vốn dĩ Cát Vũ muốn tự mình làm việc này. Nhưng sau đó lại nghĩ có gì đó không ổn. Vậy mà hắn Chung Cầm Lượng rẻ mặt như vậy, bây giờ không khỏi thầm cảm thấy may mắn không phải do chính tay mình làm ra, nếu không cái miệng to này nhất định sẽ phải tự mình gánh chịu. Cô gái này động tác rất nhanh, chắc chắn đã luyện tập rồi phải không? Cát Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nắm dấu tay rõ ràng lập tức xuất hiện trên mặt Chung Cầm Lượng, mặt chẳng mấy chốc liền sưng lên, anh đưa tay che đôi má sưng tấy đỏ bừng của mình, quay lại nhìn Cát Vũ, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Nói một tiếng. Kêu lên, Vũ ca, cô ấy đánh tôi. Cát Vũ trong lòng thầm buồn cười, cuối cùng cũng nhịn không được cười lớn, đi đến bên cạnh cô gái đã vội vàng mặc quần áo, cuộn tròn đến một bên nhà xác, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Vẻ mặt cảnh giác của Cát Vũ và Chung Cầm Lượng,
Bạn cùng lớp này, đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu. Nhìn quần áo chúng tôi đang mặc, chúng tôi là bảo vệ của trường này. Cát Vũ nói. Cô gái kinh hãi nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cát Vũ. Khi nhìn thấy bộ đồng phục an ninh họ đang mặc, nét mặt cô giãn ra một chút, cô thì thầm, tôi. Sao tôi lại ở đây? Ngươi còn dám nói ngươi một mình tới đây, bộ dáng rất quái dị, vừa đi vừa lẩm bẩm, chúng ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên đi theo ngươi một đường, ngươi còn cởi ít áo. Khi anh đến đây, tôi đã tốt bụng giúp đỡ anh. Anh đeo vào mà vẫn đánh tôi, Trung Cẩm Lượng xoa xoa má nói. Bạn cùng lớp này, hãy suy nghĩ kỹ xem bạn đến đây bằng cách nào nhé. Cát Vũ cười nói. Sắc mặt cô gái trở nên lạnh lùng, như đang nghĩ tới điều gì khủng khiếp, run giọng nói tôi. Hình như tôi cùng bạn trai đến đây, anh ấy nói là đưa tôi đến đây có việc gì đó. Trong đầu tôi có chút bối rối, không biết tại sao tôi lại đến đây với anh ấy. Bạn trai Cát Vũ cười khẩy nói, anh có chắc chắn là bạn trai của mình không? À, tôi mới hẹn hò với bạn trai 2 ngày trước. Anh ấy cũng là học sinh của Giang Thành Đại học, nhưng, cô gái lộ ra vẻ mặt đau khổ, như thể không nhớ được điều gì. Cát Vũ quỳ xuống, nghiêm túc nói, bạn cùng lớp này, để tôi nói cho bạn nghe một chuyện. Đừng sợ, để chuẩn bị tinh thần đi. Cô gái mím môi không nói gì mà gật đầu với Cát Vũ. Bạn trai mà bạn hẹn hò không phải là con người mà là âm linh. Bạn bị nó cuốn vào nên ý thức có chút mơ hồ. Thi thể của nó chắc đang ở trong nhà xác này, Cát Vũ nghiêm túc nói. Cô gái nghe xong, sắc mặt thay đổi rõ rệt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cát Vũ lập tức đứng dậy, đi về phía tủ đựng xác ở một bên, hắn dùng một tay đánh lừa, đi tới đi lui, cuối cùng tay dừng lại cạnh tủ đựng xác. Hắn đưa tay ra đưa tủ đựng xác ra. Nó ra ngoài, trong tủ xác có một thi thể, mặt được che bằng vải trắng. Bạn cùng lớp này, lại đây xem đây có phải là bạn trai cậu nhắc tới không? Cát Vũ nói. Cô gái run rẩy đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Cát Vũ. Cát Vũ lấy đèn pin chiếu một tia sáng lên đầu thi thể rồi vén tấm vải trắng lên. Cô gái khi nhìn thấy khuôn mặt của xác chết, cô sợ hãi đến mức lấy tay che miệng, nước mắt lan dài trên khuôn mặt. Là anh ấy, sao có thể là anh ấy? Một lúc sau, cô gái vừa khóc vừa nói. Có chuyện gì vậy? Trung Cẩm Lượng đi tới nhìn xác chết. Thi thể này là của một nam nhân, nhìn qua còn khá trẻ, mới ngoài 20, khuôn mặt tuấn tú, trên mặt lạnh lẽo trong tủ xác đọng lại một lớp xương giá. Tôi là sinh viên năm thứ 2 khoa y trường Giang Thành Đại học. Tôi tên là Trần Mẫn, cách đây 3 ngày chúng tôi có lớp giải phẫu và chúng tôi đã mổ xác nam giới này. Hình như anh ấy đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, thi thể được bảo quản rất tốt. Khi khám nghiệm tử thi, tôi thấy anh ấy khá đẹp trai nên khen ngợi, nói rằng anh ấy thật sự khó có thể chết như thế này. Sau khi anh ấy đẹp trai như vậy, thật đáng tiếc, ước gì tôi có thể làm bạn trai của tôi khi còn sống. Lúc đó, ta tựa hồ nhìn thấy thi thể mở mắt nhìn ta, sau đó lại nhắm lại. Điều đó cũng khiến ta giật mình, lúc đó ta còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Kết quả là đêm đó đầu óc tôi choáng váng, tôi ngủ rất sớm và nằm mơ. Trong giấc mơ, một người đàn ông rất đẹp trai hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh ấy không. 2 ngày qua, tôi lúc nào cũng choáng váng và không nhớ mình đã làm gì cả. Trần Mẫn nói với vẻ sợ hãi kéo dài. Quả nhiên là sinh viên y khoa, ngươi thật dũng cảm, sao có thể đùa giỡn với một thi thể như vậy. Tuy ta chưa từng học đại học nhưng ta biết ngươi không thể nói bậy với một thi thể. Ngươi vẫn muốn là của hắn, bạn gái, TSK, Trung Cẩm Lượng nhếch môi nói. Xác nam này trước khi chết chắc chắn chưa từng kết hôn và có con, thậm chí còn chạm vào phụ nữ nên rất mê phụ nữ. Nếu nói lời này trước mặt hắn, rất dễ rơi vào bẫy. Sau này chạm vào xác chết, thật là bất kính, đừng nói bậy. Nhưng bây giờ sự việc đã giải quyết rồi, người này sẽ không làm phiền cậu nữa. Cũng muộn rồi, chúng tôi đưa cậu về, Cát Vũ trầm giọng nói. Trần Mẫn gật đầu, cảm ơn Cát Vũ rối rít và nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vừa rồi bọn âm linh đó xuất hiện, Trần Mẫn sợ đến ngất đi, không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy Cát Vũ tinh thông chuyện thần linh nên anh không khỏi nghi ngờ. Khi nào bảo vệ trường đi bắt ma? Cả hai chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà xác, đặt thi thể về vị trí ban đầu rồi đưa Trần Mẫn về ký túc xá nữ, sau đó cả hai quay lại phòng bảo vệ. Đêm nay náo nhiệt nhưng Cát Vũ lại không nghĩ có chuyện gì, loại chuyện này đối với anh rất bình thường, những người anh gặp đều là âm linh cấp thấp, thậm chí không có ma. Nhưng đây là lần đầu tiên Trung Cẩm Lượng gặp phải chuyện như vậy. Sau khi trở về, nghĩ đến vẫn còn có chút sợ hãi, quấy rầy Cát Vũ tra hỏi, Cát Vũ lười trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao, gần như mất bình tĩnh, sau khi nổi giận, anh chàng này trở nên thành thật hơn. Đêm đó, Cát Vũ ngủ quên trong ký túc xá an ninh, nghĩ đến cảnh âm linh lúc nào cũng mất trí, đối với những câu hỏi của chính mình,
anh thà mất trí còn hơn trả lời, tại sao lại thế này? Cả đêm không ngủ được, cuối cùng cậu cũng ngủ được, trưa hôm sau Cát Vũ thức dậy, ăn một món gì đó đơn giản rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, mở cửa. Vương hiệu trưởng nhìn thấy Cát Vũ đi tới, vội vàng đứng dậy, cung kính bước tới, lễ phép nói, Cát đội trưởng, người có chuyện gì với ta à? Chương 56, thảm họa ập đến. Cát Vũ mỉm cười với Vương hiệu trưởng, nụ cười có phần hàm ý khiến Vương hiệu trưởng cảm thấy thiếu tự tin. Tuy nhiên, anh vẫn mời Cát Vũ vào phòng làm việc, Cát Vũ không lịch sự mà ngồi thẳng xuống ghế sofa. Vương hiệu trưởng vội vàng rót trà cho Cát Vũ, sau khi chứng kiến những thủ đoạn chấn động của Cát Vũ ở Trần gia trước đây, Vương hiệu trưởng hoàn toàn bị thuyết phục, coi Cát Vũ như thần. Bạn đùa à, con rắn lớn như vậy chỉ cần một kiếm có thể chặt hạ, ngay cả vấn đề người của Lôi gia cũng không giải quyết được, nhưng trong tay Cát Vũ thì dễ như chơi nhà. Cát đội trưởng, lần này cậu đến gặp tôi, chắc cậu có việc phải làm phải không? Vương hiệu trưởng đặt tách trà trước mặt Cát Vũ. Đúng vậy, có một việc, cực kỳ quan trọng, Cát Vũ nghiêm túc nói. Nhìn thấy sắc mặt Cát Vũ, Vương hiệu trưởng sắc mặt thay đổi, có chút áy náy ngồi xuống cạnh Cát Vũ. Anh có biết chuyện gì xảy ra tối qua không? Cát Vũ hỏi. Được rồi, tôi hiểu rồi, đội bảo vệ đã thông báo cho tôi. Vương hiệu trưởng hoảng hốt nói. Biết thì tốt, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Cho tôi hỏi cậu có chuyện gì vậy? Giang Thành Đại học. Chủ nhân của tôi nhất quyết sắp xếp cho tôi đến làm bảo vệ. Vương hiệu trưởng nói cho tôi biết, về việc đó để dễ dàng hơn phải không? Tôi đã có sự chuẩn bị rồi, Cát Vũ nghiêm túc nói. Vương hiệu trưởng sửng sốt một chút, ngơ ngác nói, có chuyện gì? Ta cũng không biết. Bạn có chắc là bạn không biết không? Nơi Trung Dương như trường học nói chung không có ma, trừ khi có một số con ma rất tức giận hoặc những con ma cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả đạo hành trong nhà xác trong trường cũng có đạo hành rất thấp. Và âm linh xuất hiện, điều này không phù hợp với lẽ thường chút nào. Tôi nghĩ chủ nhân đã sắp xếp cho tôi ở đây, chắc anh cũng biết lý do phải không? Cát Vũ nhìn Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, hắn biện hộ Cát đội trưởng. Ta thật sự không biết, Trần Duyên chân nhân, hơn 10 năm không gặp, nếu như ngươi không gặp, không mang theo thư, ta cũng không biết ngươi là đồ đệ của Trần Duyên chân nhân, làm sao ta biết mục đích hắn đưa ngươi đến đây? Cát Vũ đã là đạo gia, nhất định phải biết đọc sắc mặt, nhìn thấu lòng người. Vương hiệu trưởng lúc này vẻ mặt và động tác rõ ràng là đang nói dối, nhất định phải biết nguyên nhân. Nhưng Vương hiệu trưởng không chịu nói, tôi cũng không ép buộc được, chuyện này thực sự khó giải quyết. Lúc Cát Vũ chưa biết phải làm sao thì chợt nghe thấy điện thoại di động reo, Cát Vũ nói, anh nghe điện thoại trước đi. Vương hiệu trưởng như được ân xá, vội vàng lấy điện thoại di động trong người ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn liền nói, Cát đội trưởng, không phải điện thoại của tôi đổ chuông mà là của anh. Cát Vũ sừng sốt một lúc, sau đó mới nhớ ra mình có điện thoại di động, thật sự không quen. Từ khi Trần Trạch San đưa chiếc điện thoại này cho tôi, nó không hề reo, bỗng nhiên có cuộc gọi tới, tôi có chút hưng phấn, vội vàng lấy điện thoại ra mở ra, thì ra là Trung Cẩm Lược. Nghe điện thoại xong, Cát Vũ nói, anh đang làm gì vậy? Nếu muốn thử điện thoại di động của tôi xem có liên lạc được không, tôi nhất định sẽ quay lại xử lý anh. Không đâu, Vũ ca, có người tới gặp cậu, cậu đến xem đi. Tôi chắc chắn có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường, đang tìm tên cậu. Trung Cẩm Lượng hưng phấn nói. Xe sang. Cát Vũ hoang mang nghĩ, mấy ngày tới Giang Thành Thị, ai có thể đi xe sang đến đón mình, nếu là Trần Trạch San, cô ấy đi học ở đây cũng không có gì to tát. Nghĩ đi nghĩ lại, Cát Vũ không khỏi vui mừng, nhanh chóng nghĩ ra đó là ai, liền nhanh chóng đứng dậy nói với Trung Cẩm Lượng, được rồi, để anh ấy đợi ở cửa, lát nữa tôi sẽ đến đó. Chốc lát, cậu sắp đi à? Hiệu trưởng Vương thở phào nhẹ nhõm, áp lực đột nhiên giảm xuống. Cát Vũ đáp lại, chậm rãi rời khỏi phòng hiệu trưởng Vương, đi thẳng ra cổng trường. Vì Vương hiệu trưởng không chịu nói, Cát Vũ chỉ có thể tự mình kiểm tra từ từ, không còn cách nào khác. Sau khi Cát Vũ đi rồi, Vương hiệu trưởng vội đóng cửa lại, ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt kinh hãi nói, trời ơi, trong trường lại xảy ra náo loạn à. Hơn chục năm trước Trần con ma mà Duyên chân nhân không thể thoát khỏi dường như lại đang gây hại cho những người trong trường. Lúc Cát Vũ quay lại chốt bảo vệ cổng trường cũng đã hơn 10 phút sau, mọi người trong phòng bảo vệ đều bị chặn ở cổng trường, như đang bàn tán chuyện gì đó. Cát Vũ vừa đến, các nhân viên bảo vệ lần lượt quay đầu lại, nhìn Cát Vũ và hét lên nồng nhiệt, Cát đội trưởng. Vũ ca, tôi không lừa cậu đâu, nhìn kìa, đây thực sự là một chiếc xe hơi sang trọng. Đó là loại xe gì? Logo là một người đàn ông nhỏ bé có hai đôi cánh nhỏ ở phía sau. Trung Cẩm Lượng nói. Lượng tử, người thật là thất học, xe này không phải là Rolls Royce sao? Nó đã đáng giá rất nhiều tiền rồi.
Lý Quý vẻ mặt chán ghét nói. Ai tìm tôi? Cát Vũ liếc nhìn hỏi. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ trên xe sang bước tới, dáng vẻ chưa đến 50 tuổi, đeo kính gọng vàng, bước tới trước mặt Cát Vũ và nói rất lịch sự, là Cát Vũ Cát đội trưởng, tôi là quản gia của Triệu Tổng, cô cứ gọi tôi là Lão Mã, là Triệu Tổng của chúng tôi bảo tôi qua mời cô. Cát Vũ đã đoán được là ai nhưng vẫn cố tình nói, Triệu Tổng thống nào? Hình như tôi không biết Triệu Tổng nào cả, có người mời thì không đi được. Mã quản gia kia chân thành nói, Cát đội trưởng, người thật sự là cao nhân hay quên chuyện. Chiều hôm qua, người ngươi gặp ở Diêu Tiên Trang chính là Triệu Tổng của chúng ta, Triệu Siêu, Chủ tịch Beyond Group, cho ta đến đây mời cậu tới. Cát Vũ giả vờ chợt ngộ nói, ồ, hóa ra là anh ấy. Ừ, chúng tôi là Triệu Tổng. Mã quản gia vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nói. Xin lỗi, tôi không quen anh Triệu Tổng, hình như có lễ hội nên không đi. Cát Vũ bình tĩnh nói. Mã quản gia đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Cát đội trưởng, ngươi phải đi. Triệu Tổng của chúng ta đã ra lệnh mời ngươi đến đó dù thế nào đi nữa. Tôi không đi, lúc đó tôi đã nói với Triệu Tổng là bảo anh ấy đích thân đến gặp tôi. Anh ấy không đến thì tôi không đi, Cát Vũ thẳng thừng nói. Mã quản gia sắc mặt càng xấu hổ, còn muốn nói thêm, nhưng Cát Vũ xô tay nói, đừng nói nữa, để hắn đích thân tới mời. Nói cái gì cũng vô dụng. Mã quản gia đành bất lực thở dài nói không sao, sẽ quay lại nói chuyện với Triệu Tổng. Sau khi mã quản gia lên chiếc Rolls Royce, nhân viên bảo vệ đứng ở cửa đều ngơ ngác nhìn Cát Vũ. Để tôi đi, Cát Vũ kiêu ngạo quá, chủ tịch Beyond Group còn sai xe sang đến đón, Triệu chủ tịch cũng phải đích thân đến, ngay cả thị trưởng Giang Thành thị chắc cũng không có phẩm giá cao như vậy. Chương 57, cứu tôi với. Sau khi mã quản gia rời đi, Lý Quý cùng những người khác vây quanh, đầu tiên, Lý Quý cẩn thận hỏi, Cát đội trưởng, Triệu Tổng, chủ tịch Beyond Group, thân phận không bình thường, chỉ sợ ngươi không cho. Sắc mặt hắn như thế này, không ổn à. Đúng vậy, Vũ ca, được người đón cậu trên chiếc xe sang trị giá hàng triệu đô đã là một vinh dự lớn rồi. Hơn nữa, thân phận của Triệu Tổng cũng rất bất thường. Nếu xúc phạm Triệu Tổng, Vũ ca, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu Tổng là đại gia nổi tiếng ở Giang Thành thị chúng ta, một nhân viên bảo vệ khác nói. Vài nhân viên bảo vệ nhìn Cát Vũ với vẻ mặt lo lắng, cảm thấy lần này Cát Vũ nhất định gặp rắc rối, xúc phạm Triệu Tổng thống cũng chẳng có ích lợi gì. Tuy nhiên, một số người cũng rất thắc mắc. Tại sao một đại gia như Triệu Tổng thống lại đến chốt bảo vệ Giang Thành Đại học để tìm người? Từ khi Cát Vũ đến Giang Thành Đại học, xem ra hắn chưa bao giờ bình tĩnh, đầu tiên là đánh Hồ ca, Ô nha, sau đó xúc phạm quan đại thiếu, lần này Triệu Tổng cũng sai xe sang đến đón. Có người nhìn thấy bà cả Trần gia Trần Trạch San đưa điện thoại di động cho ông. Trong số những người bảo vệ này, chỉ có Trung Cầm Lượng là người biết rõ nhất hoàn cảnh của Cát Vũ, hắn đã đánh Hồ ca, hủy hoại uy nghiêm của quan đại thiếu, bắt ma trong nhà xác đêm qua. Cơ bản là hắn có mặt, và hắn biết sâu sắc rằng Cát Vũ là một kẻ mạnh mẽ. Chủ nhân là đạo sĩ nghiêm túc Mao Sơn, ngay cả trưởng lão Trần gia cũng kính trọng Cát Vũ, mà Tổng Triệu này chẳng là gì cả. Chỉ là lúc này Trung Cầm Lượng tối qua bị quỷ ám hai lần, khiến thân thể có chút tổn thương, lúc này dưới mắt hắn rất thâm quầng, trông có vẻ bơ phờ. Nếu không có Cát Vũ đem qua cho hắn một viên đan tự mình luyện chế, Trung Cầm Lượng là đan dược bổ khí, đông máu, tiêu âm khí, chưa kể đứng ở đây, nằm xuống cũng sẽ ngủ mấy ngày. Cát Vũ không nói gì trước lời khuyên có thiện chí của nhân viên bảo vệ. Trong lòng Cát Vũ hiểu rõ lý do Triệu Tổng đến tìm mình, hôm đó khi đến Diệu Tiên Trang, Cát Vũ nhìn thấy một linh hồn trẻ thơ nằm trên cổ mình và người phụ nữ, tin chắc sự việc sẽ bị bại lộ trong tương lai. Hai ngày tới, nếu Triệu Tổng đan điền quay lại ăn củ nhân sâm 300 năm tuổi đó thì tình hình sẽ càng rắc rối hơn. Điều Cát Vũ không ngờ là Triệu Tổng lại tìm được mình nhanh đến vậy, anh tưởng ít nhất là vào ngày mai. Mọi người đang trò chuyện trong buồng bảo vệ. Cát Vũ cũng không có việc gì làm, anh lấy điện thoại di động ra chơi game trong khi kiên nhẫn chờ đợi. Không mất nhiều thời gian, hơn một tiếng sau, chiếc Rolls Royce của Triệu Tổng lại đỗ trước cửa chốt an ninh, chẳng bao lâu sau có người tinh mắt nhận ra và kêu lên, nhìn kìa, chiếc xe sang trọng kia lại đến rồi, Triệu Tổng thống thực sự không có ở đây phải không? Với lời chào này, những người trực trong phòng bảo vệ đều nhìn về phía cửa. Nhưng khi cửa xe mở ra, hình như mã quản gia bước ra, sau đó cung kính mở cửa sau. Đỡ người từ trong ra ngoài. Người này không ai khác chính là Triệu Tổng. Nhưng so với ngày hôm trước, nước da đã khác nhiều, mất hết ngoại hình, hốc mắt trũng sâu, nước da đen, khuôn mặt xám xịt, thân hình mập mạp trông như anh ấy đã gầy đi. Được mã quản gia đỡ, bước đi có chút run rẩy, như say rượu. Hai người đi về phía trạm bảo vệ. Vũ ca, Triệu Tổng tới rồi, sao không nhanh đón cô ấy đi? Lý Quý hưng phấn nói. Để anh ấy tự làm, tôi bận.
Cát Vũ vừa nói vừa không ngẩng đầu lên mà nghịch điện thoại. Lý Quý lo lắng cho Cát Vũ nên Triệu Tổng đích thân đến nhưng cũng không ra cửa đón mà phải đích thân ra ngoài chào Triệu Tổng. Sau một chặng đường ngắn, Triệu Tổng đi bộ vài phút với sự hỗ trợ của Mã quản gia trước khi đến chốt bảo vệ. Khi nhìn thấy Cát Vũ, Triệu Tổng đang tựa vào ghế chơi nghịch điện thoại, anh gần như bật khóc và hào hứng nói, cưa. Cát tiên sinh cứu em với. Cát Vũ liền dừng việc đang làm, cất điện thoại, cười nói, Triệu Tổng, tôi nói đúng không? Chúng ta lại gặp nhau. Vừa nói, Cát Vũ vừa nhìn mặt Triệu Tổng, nhìn khuôn mặt tím đen của hắn, không khỏi có chút sợ hãi, tốt lắm, lão tử này bị hai linh hồn hài nhi kia hành hạ, nhẹ quá. Cát tiên sinh, hôm đó tôi mù quáng, phạm tội với Cát tiên sinh. Tôi cầu xin Cát tiên sinh cứu tôi lần này. Những người trong phòng bảo vệ nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy đại gia như Triệu Tổng thống hèn hạ với Cát Vũ như vậy, Lý Quý cũng sợ hãi, há hốc miệng đứng đó. Không, 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 hôm đó có người nói nặng lời với tôi, muốn đến Giang Thành Đại học xử lý tôi. Tôi chờ anh bấy lâu nay, Cát Vũ trêu. Lúc này Triệu Tổng đang muốn tìm hang chuột để chui vào, anh ta quỳ lại đến nỗi bảo vệ đứng gần đó không chịu nổi. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tổng, anh ta lại nói Cát Ti nên sinh, mời đi cùng. Tôi, được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn số tiền mà bạn đề cập và nhờ người mua những thứ bạn muốn. Chỉ cần bạn giúp tôi giải quyết chuyện này, tất cả sẽ là của bạn. Dù có tiền hay không, Cát Vũ đã nghe được mấu chốt của vấn đề từ Triệu Tổng thống, đó là cây sâm rừng cổ thụ mà anh luôn muốn mua đã được anh dùng để luyện thuốc trừ quỷ. Chìa khóa của vấn đề. Nghe vậy, Cát Vũ yên tâm, đứng dậy nói, được, vậy tôi đi với cậu. Triệu Tổng nghe xong, nghe Cát Vũ, hưng phấn đến mức gần như quỳ xuống lại Cát Vũ, liên tục cảm ơn. Cát Vũ nói với Lý Quý trên trừ u, nói muốn ra ngoài, Lý Quý sao dám nói gì, nói ra thì xấu hổ. Cát Vũ là đội trưởng, anh là phó đội trưởng, còn đây là Triệu Tổng chính mình đến mời ta, hắn có dám nói không? Cứ như vậy, Cát Vũ lên chiếc Rolls Royce của Triệu Tổng và đi thẳng tới biệt thự của Triệu Tổng. Trên xe, Triệu Tổng và Cát Vũ ngồi cạnh nhau, một ông già bật khóc, nhìn Cát Vũ như gặp được vị cứu tinh. Điều này khiến Cát Vũ rất chán ghét. Khi chúng tôi đến biệt thự đơn lập của Triệu Tổng thì đã 3-4 giờ chiều, vừa tới cửa Cát Vũ đã mở mắt nhìn về phía biệt thự, dưới sự che mắt của anh. Cát Vũ nhìn thấy xung quanh biệt thự có một tầng dày đặc khí tức u ám ma quái ngưng tụ lại nhưng không bao giờ tán đi. Không lâu sau, hai tên tiểu tử này oán hận lớn đến mức không nhận vào, chắc sẽ có người chết mất. Cát Vũ tự nhủ rồi đi theo Triệu Tổng, Mã quản gia tiến vào. Biệt thự rất rộng nhưng lại không có ai, vừa ngồi xuống, Triệu Tổng đã ra lệnh, Mã quản gia, mau dọn trà đi. Phục vụ trà ngon nhất. Mã quản gia có chút lúng túng nói, Triệu Tổng, người hầu trong nhà đều sợ hãi bỏ đi, nơi nào cũng không còn ai. Đổ qua bên kia đi, cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Triệu Tổng sốt ruột nói. Mã quản gia đáp lại rồi nhanh chóng quay người rời đi. Mã quản gia vừa rời đi, Triệu Tổng nắm lấy cánh tay Cát Vũ, rưng rưng nước mắt nói, Cát tiên sinh, cứu tôi với. Chương 58, trả nợ nhắc người chết. Triệu Tổng thống, chúng ta có chuyện muốn nói, đừng làm gì cả. Cát Vũ đẩy Triệu Tổng thống ra nói. Triệu Tổng đáp lại nhiều lần, nói với vẻ sợ hãi kéo dài, Cát tiên sinh. Tôi thực sự hối hận, tôi hối hận vì ngày đó không nghe lời cậu nên mới xảy ra chuyện như thế này. Anh đến Diêu Tiên Trang mua nhân sâm đó rồi ăn à? Cát Vũ hỏi. Triệu Tổng gật đầu nói, ừ, hôm đó sau khi mua nhân sâm về, tôi đã nhờ đầu bếp ở nhà nấu và ăn. Đêm đó, âm đạo của tôi sưng tấy đến mức như muốn nổ tung. Tôi đã quan hệ với tình nhân nhỏ của mình mấy lần, lâu rồi tôi không thấy sảng khoái như vậy, mệt quá nên ngủ quên mất. Cho đến nửa đêm, lúc đó tôi cảm thấy có ai đó thổi điều hòa vào cổ, tôi bàng hoàng mở mắt ra thì thấy một em bé hơn 2 tuổi nằm cạnh cổ mình, mất nửa đầu. Và nó đẫm máu, nó cứ gọi tôi là bố và bảo tôi ôm nó. Tôi sợ đến mức gần như phát điên, tôi quay lại đánh thức Lệ Lệ bên cạnh rồi chạy cùng tôi. Không ngờ bên cạnh còn có một đứa bé 1 tuổi, người đầy máu không ngừng. Hãy gọi cho bố tôi và để tôi ôm bạn. Lệ Lệ mở mắt ra, sợ hãi. Cả hai chúng tôi chạy ra khỏi phòng la hét, nhanh chóng đánh thức người hầu trong nhà. Kết quả là tất cả người hầu trong nhà đều nhìn thấy người đàn ông đi theo. Hai đứa trẻ đều sợ hãi. Lúc này, Triệu Tổng toát mồ hôi lạnh, lau mồ hôi lạnh trên đầu, run giọng nói, ở nhà hai tên khốn đó làm tôi phát điên, sợ hãi gần như phát điên. Trong nhà đều chạy về phía cửa, định trốn khỏi biệt thự, nhưng khi mở cửa ra, tôi phát hiện ngoài cửa có sương mù, trắng đến mức không nhìn thấy ngón tay. Đang muốn chạy ra ngoài, lại phát hiện hai cái tiểu quỷ lại xuất hiện ở cửa. Đêm hôm đó, bất kể chúng ta trốn đi đâu, hai tên nhóc đó đều xuất hiện. Trải qua một đêm trằn trọc, mọi người đều kiệt sức,
có vài người sợ hãi ngất xỉu tại chỗ, cho đến rạng sáng, mọi chuyện ở đây mới yên bình trở lại, và người giúp việc ở nhà không dám ở lại đây nữa nên bỏ việc. Cát tiên sinh, Cát đại sư, người phải giúp ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Triệu Tổng cay đắng van xin. Tôi đã nói với anh rồi, cơ thể anh đã rỗng tuếch và rất yếu do uống rượu và quan hệ tình dục nhiều năm. Dùng một loại nhân sâm rừng 300 năm tuổi để bổ sung sẽ chỉ có tác dụng ngược lại, có thể khiến anh trở nên mạnh mẽ trong một thời gian. Trong một thời gian, nhưng nó sẽ không khiến bạn trở nên mạnh mẽ. Nó khiến cơ thể bạn khô khốc ngay lập tức. Khi cơ thể của một người cực kỳ yếu đuối, dương khí trong cơ thể người đó sẽ rất yếu, nên những con ma đó sẽ nhân cơ hội xuất hiện. Hai linh hồn hài nhi đó cũng là tội lỗi ngươi đã gây ra trước đây, bây giờ chúng đến với ngươi để trả giá. Cát đại sư, giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi chưa muốn chết, tôi có nhiều tiền mà chưa tiêu. Triệu Tổng run rẩy nhìn Cát Vũ đáng thương. Gần đây anh có bị phụ nữ phá thai bao giờ không? Cát Vũ hỏi. Điều này chắc chắn là không thể tránh khỏi. Tôi nhớ cách đây 2 năm, có một người phụ nữ mang thai đứa con của tôi. Tôi sợ cô ấy dùng đứa trẻ để tống tiền tôi chia tài sản gia đình nên đã yêu cầu cô ấy phá thai và đưa cho cô ấy 1 triệu để giải quyết. Năm ngoái, Lệ Lệ cũng có thai, tôi đã yêu cầu cô ấy tiêm thuốc. Triệu Tổng nói. Chính là vậy, tất cả đều là lỗi của anh. Là lỗi của anh nên anh mới thành ra thế này. Anh không thể đổ lỗi cho ai khác được, Cát Vũ nói. Triệu Tổng nghe vậy liền bật khóc, Cát Vũ lão đại đang khóc mất kiên nhẫn, xua tay nói, được rồi, đừng khóc nữa, giống như đang than khóc vậy. Bực mình à. Triệu Tổng dừng lại, nghẹn ngào nói, thật ra sáng nay tôi cũng đã mời một người đến nhà tôi, đó là Master Giang Thành Thị người của Lôi gia, Lôi Phong Vân Lôi Đại, tôi đã nói cho anh ấy biết tình hình. Tôi cũng đề cập đến chuyện của anh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi thầy Lôi Đại nghe về bạn, anh ta liền bỏ cuộc, nói rằng hai thứ bẩn thỉu trong nhà tôi gây ra rất nhiều rắc rối, và anh ta cũng không chắc mình có thể giải quyết được vấn đề hay không, chỉ có Cát đại sư mới có thể tiến tới. Hơn nữa, đây là chuyện mà anh Cát đại sư đã xác định, Lôi gia bọn họ không dám can thiệp, còn nói ngươi Cát đại sư là tiên sư bất tử, không có ma nào là không bắt được. Ta đành phải cầu xin. Lôi Phong Vân. Cát Vũ cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Nhanh chóng nhớ ra ông nội của Trần Trạch San là Trần Nhạc Thanh bị gián ám, lúc đó đã mời Lôi Phong Vân nhưng cậu bé này không giải quyết được, và trong cuối cùng anh ấy đã tự mình lo liệu. Anh chàng này khá thú vị và không cạnh tranh kinh doanh với tôi, bạn nên ghi nhớ ân huệ này và giúp đỡ anh ta nếu có cơ hội sau này. Ừ, cậu biết Lôi Phong Vân, Cát đại sư họ Âm Dương. Triệu Tổng nói. Không sao đâu, không quen lắm, Cát Vũ nói. Ngay cả người Lôi gia cũng nói ngươi là người có năng lực lớn, hắn khẳng định đúng. Ngươi xem chuyện này sẽ giải quyết như thế nào, ta đã chuẩn bị sẵn tiền và đồ đạc cho ngươi rồi. Nói xong, Triệu Tổng hét lên mã quản gia rồi bưng một cái hộp đặt lên bàn rồi mở ra trước mặt Cát Vũ. Cát Vũ nhìn kỹ hơn, hai mắt sáng lên, nhân sâm trong hộp này tình trạng tốt hơn nhiều so với lần trước anh nhìn thấy ở Yao Xian Zhuang, ít nhất cũng là một loại nhân sâm rừng 400 năm tuổi. Hãy dùng cây nhân sâm rừng già này để luyện chế thuốc tiên yêu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cát Vũ vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, Triệu Tổng cũng lấy thẻ ngân hàng ra, đặt lên bàn, đẩy trước mặt Cát Vũ, kính cẩn nói, Cát đại sư, trong đó có 10 triệu. Theo chỉ dẫn của ngài, mọi việc đã sẵn sàng. Vâng, bạn phải giúp tôi giải quyết vấn đề này. Dù thế nào đi nữa, vì cây sâm già, Cát Vũ cũng không thể bỏ qua, linh hồn hài nhi này lẽ ra không làm hại người sống, cũng không đến lượt hai linh hồn hài nhi này ra mặt. Triệu Tổng phải gánh chịu, thì sau khi chết sẽ bị địa phủ phán xét. Dù là chiên hay xào, kiếp sau làm người hay làm xúc sinh đạo, ông không quản được. Nghĩ tới đây, Cát Vũ gật đầu nói, được, ta giúp ngươi một lần, nhưng có một điều ta tò mò, ngươi lấy đâu ra củ sâm rừng già này. Nghe Cát Vũ thở phào nhẹ nhõm, Triệu Tổng vui mừng khôn xiết, vội nói, tôi đã nhờ người mua loại sâm rừng cổ thụ này từ tỉnh Nam Giang về và giao đến nhà tôi càng nhanh càng tốt. Nó được đặc biệt chuẩn bị cho Cát đại sư. Ngươi đã thành thật như vậy, nếu không giúp ngươi, ta sẽ rất xấu hổ. Cát Vũ cười nói. Vậy khi nào chúng ta nên bắt đầu? Triệu Tổng sốt ruột nói. Cát Vũ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối và vẫn còn sớm nên anh nói, đừng lo, hãy đợi đến khi trời tối. Chương 59, Triệu Hồn. Triệu Tổng cuối cùng cũng mời Cát Vũ đến, lúc này anh chính là cọng rơm cứu mạng của mình, đương nhiên nói gì cũng nói, không dám nói thêm lời nào, nhưng bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng không cần phải lo lắng nữa. Trong lúc buồn chán, Cát Vũ chợt nhớ ra điều gì đó liền nói, Triệu Tổng, người phụ nữ đi cùng anh lúc trước đâu rồi? Triệu Tổng nảy ra ý kiến, chợt cười nói, Cát đại sư, người có thích Lệ Lệ không? Cô gái đó tốt thật đấy.
cô ấy ở với ta chưa đầy 2 năm, dù sao bây giờ ta cũng không cần, cho nên tại sao không? Tôi hỏi anh cô ấy ở đâu? Cát Vũ nhướng mày, nói với giọng nghiêm túc hơn. Tốt lắm, Triệu Tổng này sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ, để tồn tại, thậm chí có thể cho đi cả người phụ nữ của mình. Cát Vũ càng chán ghét Triệu Tổng, trong mắt hắn, phụ nữ có thể chỉ là đồ chơi của đại gia, nếu không phải vì cây sâm rừng già thì Cát Vũ thật sự không muốn can thiệp vào việc kinh doanh này. Thấy Cát Vũ tức giận, Triệu Tổng giật mình nói nhanh, thô tục quá, Cát đại sư không để ý, ta nhiều lời quá. Nữ nhân sợ đến phát điên, A đang ngồi xổm trong phòng và dù thế nào đi nữa cũng không ra ngoài. Hiện tại tôi bận quá nên không thể chăm sóc cô ấy được. Cát Vũ đứng dậy nói, dẫn tôi đi xem. Triệu Tổng đáp lại liên tục, vội vàng đỡ Mã quản gia chạy thẳng lên tầng 2. Ba người đi đến trước cửa một căn phòng, Mã quản gia mở cửa, Triệu Tổng chỉ vào một góc nói, cô ta ở đằng kia, cô ta điên đến nỗi còn không biết tôi là ai. Khi nào, cô ấy nhìn thấy ai đó chỉ cần la hét và đánh người khi bạn đến gần, Cát đại sư hãy cẩn thận. Cát Vũ nheo mắt nhìn vào phòng, cuối cùng phát hiện Lệ Lệ đang co ro trong góc, tuy trời chưa tối nhưng trong phòng tối om, rèm kéo kín, không có ánh sáng lọt qua. Ở lại một lúc, Cát Vũ chậm rãi đi về phía Lệ Lệ, chưa kịp đến gần, Lệ Lệ đã rúc vào một góc như sợ hãi, kinh hãi hét lên, có ma. Với tôi, đừng đến gần tôi không phải mẹ của bạn, làm ơn để tôi đi. Vừa nói, Lệ Lệ đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hung dữ lao về phía Cát Vũ bước đi sai lầm khiến Lệ Lệ vấp ngã, Lệ Lệ lăn xuống giường. Cát đại sư, cẩn thận, nữ nhân này điên rồi. Triệu Tổng ở bên cạnh nhắc nhở. Vừa dứt lời, Lệ Lệ lại đứng dậy, tiếp tục lao về phía Cát Vũ, lúc này nhìn qua ánh đèn ngoài cửa, Cát Vũ nhận ra Lệ Lệ vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ gần như trong suốt, cổ mở. Bên trong lộ rõ, nội y đơn giản đến mức gần như không mặc gì, Cát Vũ chỉ nhìn thoáng qua đã suýt chảy máu mũi. Chưa kể, cô còn có vóc dáng cực chuẩn và làn da trắng nõn, nếu không có hai chiếc cọ, Triệu Tổng sẽ không nâng tầm nhan sắc như vậy. Một cơn gió thơm ùa vào mặt cô, bóng dáng Cát Vũ lắc lư ngay sau lưng Lệ Lệ, anh đưa tay vỗ nhẹ sau đầu cô, Lệ Lệ lập tức bất tỉnh. Cát Vũ đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, đặt cô lên giường. Cát đại sư, Lệ Lệ có chuyện gì vậy? Triệu Tổng bước tới, vẻ mặt khó hiểu nói. Anh ấy sợ đến mức mất đi linh hồn, không mất nhiều thời gian và anh ấy vẫn có thể lấy lại được. Nếu chỉ hoãn thêm một thời gian nữa mà linh hồn trôi đi, có thể anh ấy sẽ tiếp tục phát điên như thế này. Cát Vũ nói. Dù người phụ nữ này đã từng nói xấu Cát Vũ nhưng Cát Vũ vẫn có ý định cứu mạng cô, điều này cũng nhằm tích phúc cho bản thân và giúp ích cho việc tu hành của bản thân. Triệu Tổng nói, vậy thì tôi phải cảm ơn Cát đại sư, người phụ nữ này đã ở với tôi 2 năm rồi, nếu tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy thì tốt nhất. Không nói gì, Cát Vũ tựa người Lệ Lệ vào ván giường, sau đó lấy một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay út của cô rồi treo vài đồng xu vào giữa sợi chỉ đỏ. Một hình giấy cũng được nối ở cuối đường màu đỏ. Khi mọi việc xong xuôi thì trời đã tối hẳn. Cát Vũ ngồi đối diện với Lệ Lệ, quay sang Triệu Tổng và Mã quản gia nói, hai người vào đứng trong góc, nhìn thấy gì cũng không nói gì. Dù hồn bàng hoàng bỏ đi, đi rồi không bao giờ trở lại nữa, không thể lấy lại được. Hai người gật đầu đồng ý và nói sẽ không bao giờ gây ra tiếng động nên đứng trong góc. Sau đó, Cát Vũ lấy một tấm thẻ bài trong người ra, miệng lẩm bẩm tiếp dẫn sứ giả từ đâu đến. Trên tay cầm tấm bảng chữ vàng, Ngô hỏi sứ giả đi đâu. Mười phương triệu hồn, linh hồn người chết không được đi đâu khác, hãy đi, theo chỉ định của ta mà đến đây, linh hồn ra vào có lý do, việc trở về trời đất có quyết định riêng của mình, người sống được phúc phúc, người chết về nơi an vui, ta Phó Thái Thượng Lão Quân khẩn trương như pháp luật. Đọc xong lời cuối cùng, tấm thẻ bài trong tay Cát Vũ lóe lên ánh sáng vàng, một cơn gió đen đột nhiên thổi vào phòng khiến rèm cửa lay động, đung đưa. Triệu Tổng và Mã quản gia đứng cách đó không xa nhìn Cát Vũ một lúc, không dám tỏ ra tức giận. Không mất một lúc, mấy đồng xu buộc trên sợi dây đỏ đột nhiên phát ra tiếng đinh đinh giòn giã, sau đó một cơn gió đen lại thổi vào cửa, đẩy cửa mở ra, lắc trái phải. Khi Triệu Tổng và Mã quản gia nhìn về phía cửa, họ không khỏi há hốc miệng kinh ngạc nhưng lại nhìn thấy một bóng người mờ nhạt từ khe cửa chậm rãi đi vào. Hai người vẫn nhận ra bóng ma chính là Lệ Lệ. Vẻ mặt của Lệ Lệ rất đờ đẫn, như bị ai đó ôm, chân không chạm đất, nhẹ nhàng bay về phía Cát Vũ. Triệu Tổng và lão Mã kinh ngạc kêu lên, chưa bao giờ họ thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, nhớ lại lời tỏ tình trước đây của Cát Vũ, cả hai đều kìm nén cảm xúc, không để mình phát ra tiếng động. Lệ Lệ du hồ sợ hãi bay đến bên cạnh người giấy mà Cát Vũ đặt xuống đất trước đó, đột nhiên hóa thành một quả cầu hơi trắng bay vào trong người giấy. Điều kỳ lạ hơn nữa là người giấy trên mặt đất đột nhiên đứng dậy,
đi tới đi lui vài bước bên cạnh Cát Vũ. Cảnh tượng này quá tuyệt vời, Triệu Tổng thống không thể tin vào mắt mình. Khi người giấy di chuyển xung quanh, âm thanh của những đồng xu anh ta di chuyển liên tục vang lên. Lúc này, Cát Vũ bất ngờ làm ảo thuật, chỉ tay vào người giấy rồi hét mau trở về vị trí. Sau một tiếng hét lớn, người giấy lập tức ngã xuống đất, lại nhìn Lệ Lệ rồi ngồi thẳng dậy, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ, toàn thân run rẩy, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Cát Vũ thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏ tất cả những điều đó, bình tĩnh nói, được rồi, tâm hồn cô ấy đã về đúng chỗ rồi. Chương 60, đứa trẻ khó tính. Nếu không tận mắt chứng kiến, Triệu Tổng và Mã Quản gia sẽ không hoàn toàn tin rằng chàng trai trẻ trước mặt chỉ chưa đầy 20 tuổi hóa ra là một nhân vật cấp bậc cao thủ. Dù Lôi Phong Vân đã nói với họ rằng chuyện này chỉ có Cát Vũ, bảo vệ của Giang Thành Đại học mới có thể giải quyết được, nhưng cả hai cũng không hoàn toàn chắc chắn. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến Cát Vũ triệu hồi du hồn của Lệ Lệ và đưa anh ta trở lại hình dạng thật thì họ mới tin vào điều đó. Hai người sửng sốt nhìn Cát Vũ một lúc, Triệu Tổng nói cái này được không? Được, một lúc sau cô ấy sẽ tự tỉnh lại, nhưng trong khoảng thời gian này đừng để cô ấy sợ hãi, cũng đừng để cô ấy đi đến những nơi có âm khí mạnh. Dù linh hồn đã trở về chỗ cũ, nó vẫn chưa ổn định. Sẽ mất khoảng một tuần, bạn có thể sống như một người bình thường. Cát đại sư, ngươi thật là lợi hại. Triệu mỗ trước đây ta đã xúc phạm ta rất nhiều, ngươi tuyệt đối không được để bụng. Triệu Tổng đi đến Cát Vũ cung kính nói. Trên đời này kẻ mạnh sẽ luôn được người khác tôn trọng. Cát Vũ thể hiện năng lực của mình một chút, trong mắt người thường, năng lực của hắn thật đáng kinh ngạc. Phép thuật Mao Sơn là một điều huyền bí trong mắt người thường. Cát Vũ không coi trọng những lời khen của Triệu Tổng, khi ở bên ông già, cô đã nghe quá nhiều lời như vậy. Một lúc sau, khoảng 10 phút, Lệ Lệ từ từ tỉnh lại, khi mở mắt ra đã thấy đám Cát Vũ đang đứng trong phòng, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt hình quả hạnh nhanh chóng xuất hiện trở lại. Vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng nhìn xung quanh và nói với giọng run rẩy, ma. Đừng đến với tôi, đừng. Lệ Lệ, đừng sợ, ta đã mời Cát đại sư giúp chúng ta giải quyết chuyện này, sẽ sớm ổn thôi. Triệu Tổng tiến lên an ủi. Lệ Lệ liếc nhìn Triệu Tổng, đôi mắt cô đã mất đi vẻ điên cuồng trước đó từ lâu, tình thế hẳn đã khôi phục lại, nhưng cô vội quay lại nhìn Cát Vũ với vẻ khó tin, anh ta à? Anh ta không phải là chú bảo vệ nhỏ mà chúng ta đã gặp sao? Trước đây tại Diệu Tiên Trang, làm sao trong nháy mắt lại trở thành cao thủ? Triệu Tổng sắc mặt tối sầm, tức giận nói, sao ngươi lại nói chuyện với Cát đại sư? Nếu hôm nay Cát đại sư không ra tay giúp ngươi triệu hồi linh hồn thì bây giờ ngươi vẫn là một mụ điên. Ngươi đã quên chuyện xảy ra rồi sao tối hôm qua? Khi kể lại chuyện tối qua, trong mắt Lệ Lệ lại hiện lên vẻ sợ hãi, sắc mặt rất xấu xí. Đêm qua ngươi bị hai tên nhóc đó dọa cho phát điên. Tâm hồn tôi sợ chết khiếp, chính Cát đại sư đã tìm ra cho anh. Cảm ơn Cát đại sư rất nhiều, Triệu Tổng lại nói. Lệ Lệ nhìn Cát Vũ, vẫn có chút không tin, bảo vệ trường đại học thì có thể làm được gì. Cát Vũ không để bụng, chỉ nhẹ nhàng nói, không, chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc đi. Tối nay hai tên nhóc đó nhất định sẽ ra quấy rầy ngươi. Bọn chúng có mối oán hận lớn, sẽ không quấy rầy ngươi. Chết, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Cát đại sư, tại sao bọn họ cứ nhất quyết quấy rầy chúng ta? Chúng ta không có khiêu khích bọn họ. Lệ Lệ lẩm bẩm. Mày xúc phạm họ chưa? Cát Vũ chế nhạo, mày xúc phạm họ chưa đủ sao? Hai tên nhãi này đều là con Triệu Tổng, một đứa đã bị ngươi đánh gục. Những con quỷ nhỏ là khó đối phó nhất, chúng đợi không biết bao lâu mới có cơ hội đầu thai. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Chúng đã bị ngươi giết chết một cách dã man trước khi chúng ra đời và chưa kịp mở mắt ra. Nhìn thế giới, bây giờ, làm sao hai đứa trẻ tái sinh đó không cảm thấy bực bội? Làm sao chúng có thể không ghét bạn? Vừa rồi Triệu Tổng cực kỳ yếu, âm dương mạnh, dương suy. Hai con quỷ nhỏ đó đến tận cửa nhà ngươi, nhất quyết quấy rầy ngươi đến chết. Việc phá thai tuy không phạm pháp nhưng lại cực kỳ có hại cho đạo đức của bạn. Bạn nên tự mình làm việc đó, tôi có thể cứu bạn một lúc. Nhưng tôi không thể cứu bạn mãi mãi. Sau này, hãy làm nhiều việc tốt hơn và tích lũy công đức cho chính bạn. Có lẽ vẫn còn chỗ để chuộc lỗi. Triệu Tổng thống và Lệ Lệ đều tỏ ra không vui. Triệu Tổng nhanh chóng nói, ừ. Sau này nhất định tôi sẽ nghe theo các đại sư và làm nhiều việc tốt hơn. Khi khỏe hơn, nhất định tôi sẽ quyên góp một ít tiền. Xây dựng một số trường tiểu học hy vọng. Lúc này Cát Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, duỗi ngón tay tính toán, trầm giọng nói, được rồi. Cũng sắp đến giờ rồi, hai tên nhóc này sắp xuất hiện rồi, chuẩn bị sẵn sàng thôi. Vừa nghe tin hai tên nhóc đó lại đến, Lệ Lệ và Triệu Tổng nhìn nhau với vẻ kinh hãi không nói nên lời. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp đến mức họ thà chết còn hơn phải trải qua lần thứ hai.
Cát đại sư, vậy, chúng ta phải làm sao? Triệu tổng run rẩy. Không cần làm gì cả, cứ ở trong phòng này và đừng cử động. Cát Vũ nói. Nhưng, đứa bé này tới chúng ta làm sao bây giờ? Lệ Lệ lo lắng nói. Có tôi ở đây thì sợ gì? Cát Vũ nói, lấy trong người ra hai hình giấy, lần lượt đưa cho Triệu tổng và Lệ Lệ rồi nói, mỗi người lấy một hình giấy này đặt vào. Trên ngực ngươi, trong chốc lát ngươi có thể làm bất cứ điều gì ta yêu cầu. Nếu ngươi không nghe lời, ta không thể cứu ngươi. Hai hình giấy này rất thô ráp, giống như bị một đứa trẻ dùng kéo cắt ra, không tự tin cầm trên tay. Nhưng bây giờ những người không nghe các đại sư không còn cách nào khác là phải làm điều này. Sau đó, Cát Vũ đi đến cửa sổ phòng dán mấy tấm bùa trừ tà lên cửa sổ để ngăn hai hồn ma nhỏ trốn thoát. Làm xong, Cát Vũ gọi Mã quản gia xuống lầu, khi hai người chuẩn bị rời đi, Triệu Tổng thống bất an hét lên, Cát đại sư. Ngươi không thể để chúng ta yên được. Đừng lo, tiền tôi đã thu rồi, còn quan tâm đến anh được không? Cát Vũ mỉm cười xoay người rời đi, đóng cửa lại khi rời đi. Lúc này vẫn chưa tới nửa đêm, Cát Vũ đến sảnh tầng 1 xem TV, lão Mã đứng một bên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tầng 2, vẻ mặt lo lắng. Thời gian trôi qua, Cát Vũ vẫn bình thường như một người bình thường, thỉnh thoảng lại thích thú với các chương trình tạp kỹ và cười đùa. Triệu Tổng và Lệ Lệ ở trên lầu hiển nhiên không thoải mái lắm, run rẩy vì sợ hãi, mắt liên tục quan sát xung quanh, chỉ một sự xáo trộn nhỏ nhất cũng có thể khiến họ giật mình. Sau đó, cả hai đều cảm thấy có chút buồn ngủ, đang ngơ ngác, trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng, cửa sổ đóng chặt, nhưng rèm cửa bên cạnh lại không ngừng lay động. Lúc này, một âm thanh kỳ lạ truyền đến, giống như âm thanh chói tai do móng tay cọ sát vào kính. Tập 6 Mao Sơn Quỷ Vương đến đây là hết. Cảm ơn các quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở tập sau. Vui lòng ấn chuông thông báo để được nghe chuyện sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.